Mới đây, thông tin từ tỉnh Long An cho biết, kết quả đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh này có nhiều điểm đáng chú ý khi mà 31 trên 812 mẫu đất cho ra kết quả bị ô nhiễm, chiếm 3,82% các mẫu đất được điều tra. Trong số này có đến 21 mẫu đất bị ô nhiễm cadmium. Trước đó, thì một đơn vị phân bón trong nước đã gửi thông báo đến các khách hàng đối tác nước ngoài về việc tạm ngừng nhập khẩu phân bón TAB Korean vì dư lượng cadmium vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Điều này một lần nữa đặt nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý phân bón nhập khẩu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam. Cadmium là một loại kim loại nặng, nếu vượt ngưỡng cho phép sẽ tồn dư trong đất và dư lượng trong nông sản, nên với trách nhiệm của nhà nhập khẩu để bảo vệ người sản xuất là bà con nông dân và người tiêu dùng, lãnh đạo Vinacam đã có rất nhiều thư trao đổi và nhấn mạnh việc nhập khẩu phải tuân thủ pháp luật Việt Nam để đảm bảo môi trường an toàn cho chất lượng nông sản. Theo thông báo của Vinacam, lẽ ra tập đoàn Vinacam sẽ nhập lô hàng TAB Korea từ nhà sản xuất Nam Hy. Tuy nhiên, theo thông báo của Nam Hy, vấn đề để hàm lượng cadmium vượt ngưỡng trong sản phẩm DAP Korea Nam Phi cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được khắc phục. Công ty Vinacam quyết định tạm ngừng nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp đồng tình với quyết định này. Cadmium này nó là một chất độc tiềm tàng, nó không có ngộ độc liền, độc hại gây ung thư. Thì cơ quan chức năng phải có động thái nào đó để cho cái vấn đề này nó được ngừng ngay, mới lại giúp ích cho đời. Không phải kinh doanh là vì tiền. Cadmium nhập vô có lợi trước mắt nhưng cái hại lớn lắm. Mà theo tôi, điểm tôi là nên cho ngừng nhập ngay trong DAP, trong một năm nữa là phải ngừng nhập về DAP. Có thiếu gì chất để thay DAP. Một điều đáng nói hơn, phân DAP chủ yếu sử dụng trong cây trồng ngắn ngày, đặc biệt là rau xanh, nếu tồn dư kim loại nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, bên cạnh việc tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm này, nhiều chuyên gia cũng mong muốn cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt chẽ hơn phân bón nhập khẩu.